Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó chúng ta học tiếp kinh Trung Bộ Tất Cả Các Lậu Hoặc, và chúng ta học tiếp đến cái phần là các lậu hoặc cần được đoạn trừ nhờ trừ diệt. Khi mà chúng ta nghe cái tựa này đó, đặc biệt là chúng ta nghe những cái tà tư duy, có nhiều người cảm thấy nó khá là lạ lẫm. Nhưng mà chúng ta không có ngờ được đây là vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện, đặc biệt là trong xã hội ngày nay. Bởi vì đó, ngày nay chúng ta phải sống trong một xã hội chịu rất nhiều áp lực bởi những sự kỳ vọng. Những bạn nhỏ thì phải chịu sự kỳ vọng của cha mẹ phải học giỏi, cha mẹ phải chịu sự áp lực nuôi dạy con cái, lo chạy trường, chạy lớp, lo những buổi học, rồi nào là học online, nào là học trực tiếp, rồi nào lo thi cử. Rồi khi mà lớn một tí nữa lại lo áp lực của việc thi cử đại học. Rồi sau khi hết đại học lại áp lực của việc ra trường kiếm việc làm. Rồi chúng ta lại chịu áp lực của gia đình, áp lực của xã hội để chúng ta có được một công ăn việc làm, có thể nuôi được chính mình và nuôi được gia đình. Nhưng chưa gì hết, chúng ta lại phải chịu áp lực từ tình yêu đôi lứa. Mà yêu nhau thì có buồn có vui, mà đa phần là thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Rồi sau đó chúng ta lại chịu áp lực của việc kết hôn. Rồi sau khi kết hôn chúng ta lại chịu áp lực của đời sống đôi lứa. Mà chưa tới đâu được hết, chưa kịp làm quen, chúng ta lại bắt đầu chịu áp lực của có con. Rồi nuôi nó lớn lên rồi đó, cũng y như mình. Chưa kịp thả hơi, nghỉ xả hơi, đứa con quăng cho mình, đứa cháu ôm. Thì như vậy, cái vấn đề của xã hội là gì? Chúng ta chịu rất nhiều áp lực. Chúng ta chịu rất nhiều những kỳ vọng. Rồi từ đó đó, nó sinh ra một căn bệnh của xã hội gọi là trầm cảm. Ban đầu nó chỉ là những biểu hiện rất là nhẹ thôi, giống như một sự ngộp thở, giống như một sự buộc trói, thoát không được, đi không xong. Nhưng mà rồi nó, dần dần nó bóp nghẹt chính mình, người ta không tìm được chỗ để thả ra. Cái bài học ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề này. Cái vấn đề của chúng ta đó là chúng ta đau khổ do chúng ta khao khát quá nhiều. Chúng ta mong mỏi quá nhiều. Chúng ta mong mỏi đáp ứng được sự kỳ vọng của người khác. Chúng ta mong mỏi không bị người khác coi thường. Chúng ta mong mỏi vượt lên, và đặc biệt là mong mỏi thỏa mãn được những ước muốn của bản thân. Từ cái chuyện ăn ngon, mặc đẹp, cho đến chuyện nhà cửa, cho đến chuyện việc làm, cho đến chuyện đôi lứa.
Đó là nguyên nhân chúng ta khổ. Mà tất cả những suy nghĩ về việc hưởng thụ, về sự bất mãn, về sự kỳ vọng, về sự không muốn bị thua thiệt, toàn bộ những suy nghĩ đó trong đạo Phật gọi là tà tư duy. Tà ở trong chánh tà, tư duy tức là suy nghĩ. Do chúng ta có những suy nghĩ không hợp lý, cho nên nó bóp nghẹt chính chúng ta. Và bài học ngày hôm nay chỉ cách chúng ta giải quyết những cái vấn đề này. Đầu tiên đó, sư phải nhắc nhở quý vị là những cái tà tư duy này nè, trong kinh gọi đó là ác, gọi đó là bất thiện. Cái ác, cái bất thiện ở trong kinh tạng, trong định nghĩa của Phật giáo, có đôi khi đó nó không giống với cái định nghĩa ác ở xã hội. Bởi vì ở xã hội cái ác đó đó là phải vi phạm pháp luật, hoặc cái ác là phải thiếu đạo đức thì mới gọi là ác. Nhưng cái ác ở trong đạo Phật tại sao gọi là ác? Bởi vì nó làm cho chúng ta đau khổ, nó làm cho chúng ta luân hồi để tiếp tục chịu sự đau khổ, cho nên gọi đó là ác. Sư nói trước như vậy để một chút xíu nữa đây, khi quý vị tìm hiểu về các tà tư duy á, quý vị không có bị bỡ ngỡ, không có bị sốc là tại sao những vấn đề này mà ông sư ông dám gọi là ác. Ba cái tà tư duy chính mà chúng ta thường biết nhất, thứ nhất á, là cái dục tư duy. Dục tư duy á, theo vi diệu pháp bộ phân tích có định nghĩa như thế này: dục tư duy là những suy nghĩ liên quan đến dục có mục đích sai trái. Cái chuyện mà suy nghĩ liên quan đến dục á, là dễ hiểu rồi. Nhưng mà tại sao lại là có mục đích sai trái ở đây? Như vậy có cái dục, có cái suy nghĩ về dục nào mà mục đích của nó là không sai trái hay không? Có. Nhưng mà nó là như thế này: khi chúng ta suy tư, các dục đem lại đau khổ, tất cả mọi ham muốn đều sẽ dẫn đến khổ đau. Tất cả mọi ham muốn hưởng thụ, ham muốn dục lạc đều sẽ dẫn đến khổ đau. Tất cả các dục đều là vô thường. Cái gì vô thường thì nó là khổ. Cái gì là khổ thì không đáng để xem đây là ta, là của ta. Các dục là thứ bị người trí chê trách. Các dục là thứ đem lại sự luân hồi sanh tử. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy đó, là chúng ta suy nghĩ có liên quan đến dục, nhưng mà nó không có sai trái. Còn khi mà chúng ta suy nghĩ cũng liên quan đến dục, nhưng mà hôm nay ăn cơm ngon quá, hôm nay uống một ly trà sữa rất là đã, hoặc là hôm nay mặc một bộ đồ rất là vừa người, thì đó là suy nghĩ liên quan đến dục một cách sai trái. Sư nói nghe từ đầu, cái sai trái trong đạo Phật, cái ác trong đạo Phật, nó không giống như cái định nghĩa sai trái và ác ở thế gian. Bởi vì nó không nhất thiết là phải liên quan đến vấn đề đạo đức ở đây, hoặc liên quan đến vấn đề pháp luật. Sở dĩ sư gọi đó là sai trái, và trong kinh tạng gọi đó là sai trái, bởi vì nó đưa đến đau khổ và nó đưa chúng sanh đến luân hồi để tiếp tục chịu đau khổ. Ở trong Nít Đề Xá đó, Đức Thế Tôn có nói như thế này:
Khi chúng ta mắt nhìn một cái hình ảnh vừa ý khả ý, thôi sư nói cho nó gần gũi hơn đi. Khi chúng ta nhìn một bông hoa đẹp thì cái sự ưa thích khởi lên. Chính bởi vì sự ưa thích khởi lên do chúng ta nhìn một bông hoa đẹp, nó tạo ra cái sự dính mắc. Mà chính bởi vì có sự dính mắc cho nên nó tạo ra nghiệp thiện hoặc ác. Chính bởi vì nghiệp thiện và ác đó dẫn chúng ta đi đầu thai. Mà chính bởi vì đi đầu thai cho nên phải đối diện với các khổ cảnh, đối diện với cảnh sanh, già, bệnh, chết, thương phải xa mà ghét phải gần, muốn không được. Mà tất cả những vấn đề đó do đâu? Xuất phát từ cái việc chúng ta nhìn một bông hoa mà chúng ta thấy đẹp. Chính bởi vì như vậy sư mới nói đó. Khi chúng ta có suy nghĩ là ồ, mặc cái bộ đồ hôm nay thật là vừa người, thật là thoải mái. Trong đạo Phật gọi đó là tà tư duy, mà cụ thể ở đây là dục tư duy. Do nó có đặc điểm đưa chúng ta đi đến sự luân hồi sanh tử, đưa chúng ta đi đến chịu những cái khổ của sanh già bệnh chết, cho nên trong đạo Phật gọi đó là ác, là bất thiện. Và bên cạnh cái dục tư duy đó còn có sân tư duy. Sân tư duy là gì? Sân tư duy cũng là những suy nghĩ có liên quan đến sân hận, có mục đích sai trái. Mà cái sân tư duy á, nó không tới cái mức độ là chúng ta phải nóng mặt, phải đỏ bừng mặt, phải run rẩy, phải tấn công người khác bằng vũ khí hoặc miệng lưỡi thì chúng ta mới gọi đó là sân. Mà ngay cả sự bất mãn, sự không có vừa lòng, nó cũng là sân. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi ở đây, chúng ta suy nghĩ mưa như vậy hồi nữa sao về, hoặc mưa như vậy một hồi nữa đường đi rất là khó chịu, thì đó chính là sân tư duy do sự bất mãn. Hoặc là quý vị trong khi ghi chép chưa kịp ghi xong đã qua cái chỗ mới, cái sự bất mãn nhẹ đó đó là sân tư duy. Mà đó, những cái sân đó dù nó chỉ là sự bất mãn nhẹ thôi cũng đủ để dẫn chúng ta đi luân hồi sanh tử. Chính bởi vì như vậy mới có câu là vì mục đích sai trái. Chứ còn nếu như chúng ta ưu tư đó là cái gì? Bây giờ làm sao để tôi giữ giới? Bây giờ nè, cản trở đủ thứ hết, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, đi lại khó khăn, làm sao để tôi có được cái này cái kia để tôi bố thí? Thì những cái ưu tư đó đó cũng là sân tư duy, nhưng mà nó không vì mục đích sai trái, cho nên chúng ta không gọi đó là tà tư duy. Cho nên cái định nghĩa mà sân tư duy ở đây đó là chỉ cho tà tư duy, tức là những cái suy nghĩ về lòng bất mãn mà nhằm mục đích sai trái. Và cái tư duy thứ ba đó là hại tư duy. Thì cái hại tư duy này đó là những cái suy nghĩ liên quan đến sự thô bạo, sự tàn hại người hay vật. Hoặc là đó, khi chúng ta không có từ tâm nghĩ đến lợi ích của chúng sanh khác thì đó cũng là hại tư duy. Ví dụ như khi chúng ta đậu xe đi, chúng ta đậu xe ở trước cửa nhà người ta,
nhưng mà mình không nghĩ đến cái chuyện là rồi người ta mở cửa nhà, người ta đi ra khỏi nhà bằng cách nào. Hoặc là nhà mình có một cái con đường người ta đi nhờ, mà bây giờ mình ghét quá, mình chặn con đường đó luôn, không có cho người ta đi nhờ nữa. Thì cái sự không suy nghĩ về lợi ích của chúng sanh khác, đó cũng là tà tư duy. Nói như vậy thì cái vấn đề của chúng ta là cái gì? Có phải là các vấn đề của chúng ta đối diện trong xã hội này đó, đa phần đều đến từ ba cái tà tư duy này hay không? Chúng ta mong muốn học giỏi, mong muốn được người ta kính trọng, trọng vọng, mong muốn đi làm, có tiền, mong muốn có được tình yêu. Thì toàn bộ những sự mong muốn đó đó có phải là dục tư duy hay không? Rồi khi chúng ta không muốn được, không như ý, thì chúng ta bất mãn, chúng ta buồn, chúng ta lo lắng, chúng ta lo sợ, chúng ta mất ngủ, chúng ta suy tư. Thì những cái đó đó chính là sân tư duy. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta đã chìm đắm trong các tà tư duy này quá nhiều, mà chính bởi vì chúng ta không có phương pháp giải quyết, nó dần dần á, khiến cho chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Còn khi mà chúng ta nói đến những cái ác bất thiện, thì như sư nói rồi, cái ác bất thiện đây đó là những pháp đem lại đau khổ, nó đi ngược với chánh pháp và bị người trí chê trách. Có bao giờ quý vị nghĩ đến cái chuyện là tôi muốn kiếm tiền để tôi nuôi gia đình tôi, tại sao các sư, các thầy gọi đó là tà tư duy? Cái vấn đề ở đây là gì? Như sư nói ngay từ nãy, cái sự bất thiện ở đây nó không dính dáng đến khía cạnh đạo đức, nó không dính dáng đến khía cạnh pháp luật, mà do những cái suy tư đó nó dẫn đến chúng ta phải nỗ lực. Mà chính bởi vì những nỗ lực đó chúng ta tạo các nghiệp thiện ác, rồi chúng ta lại tiếp tục đi đầu thai và phải chịu tiếp các cảnh khổ. Chính bởi vì như vậy, ở đây gọi đó là các ác bất thiện. Chứ nó không phải là chúng ta phải làm cái gì đó vô đạo đức hoặc vi phạm pháp luật thì mới gọi là ác bất thiện. Quý vị có thể nói đó là cái chuyện tôi đi đầu thai, cái chuyện tôi đi luân hồi thì có sao đâu, mắc mớ gì mà chỉ rồi nói cái đó là ác. Luân hồi thì ai không luân hồi, chết rồi qua đời sau vẫn sống một cái đời sống mới. Quý vị có bao giờ đó để ý những cái người diễn viên, họ đi diễn lên trên sân khấu, họ diễn hết tuồng này đến tuồng khác, hết vai này đến vai khác. Nhưng mà khi họ có một vai diễn thì họ sẽ diễn ở tất cả các cái trung tâm ca nhạc, trung tâm sân khấu. Họ diễn một cái tuồng, họ diễn tới khi nào người ta chán chê rồi đó thì họ mới diễn qua cái vai mới. Có bao giờ quý vị thấy cái chuyện là họ đi lên sân khấu, họ vẫn diễn tiếp một cái vai cũ, cũng nói bao nhiêu đó cái lời thoại, cũng gặp bao nhiêu đó kịch bản, mà họ vẫn phải giả vờ ngạc nhiên, giả vờ buồn, giả vờ khóc, giả vờ cười.
cái chuyện khóc cười ngạc nhiên đó của họ đó, nó có đáng để ngạc nhiên không? Khi mà mỗi lần lên sân khấu họ đều trúng số, rồi sau đó đó gia đình tan đàn đẻ nghe sẽ nghe vì cái chuyện trúng số, rồi sau khi mọi người vỗ tay khép sân khấu lại, hôm sau họ lại diễn tiếp, vừa lên sân khấu thì lại trúng số, rồi gia đình lại tan đàn sẽ nghe về chuyện trúng số, rồi sau khi sân khấu khép lại, lần sau người ta đi lên lại tiếp tục trúng số. Quý vị có thấy cái đó nó đáng buồn không? Nó đáng buồn cười không? Nó đáng bất ngờ không? Chúng ta cũng như vậy. Cuộc đời của chúng ta là những buổi diễn dài hơn, nhưng tính chất là không khác nhau. Có bao giờ quý vị gặp những khoảnh khắc, ồ, hình như cái này tôi trải qua rồi, tôi đã gặp cái chuyện này rồi, tôi đã làm cái chuyện này rồi, hình như là tôi đã thấy nó rồi. Người Pháp gọi là déjà vu. Nhưng mà xét theo tâm ấy, đó là gì? Đó là những ký ức mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều quá rồi đó, nó thành một cái ấn tượng khó phai. Bây giờ quý vị ngồi đây nè, rồi một hồi nữa mình đi về đó, sư giả sử mình nấu một cái tô mì đi, có ai ngờ được là cái chuyện mình từ chùa về nhà nấu một tô mì đó, mình đã lặp đi lặp lại cả ngàn kiếp rồi hay không? Mỗi một lần chúng ta đi đầu thai lấy lại cái tên cũ, diễn lại cảnh cũ mà chúng ta không chán. Bao nhiêu đó chuyện đau khổ, bao nhiêu đó chuyện vui sướng, lặp đi lặp lại chúng ta không chán. Nó chỉ khác là ở kiếp này chúng ta gặp chánh pháp, và nhờ cơ hội gặp chánh pháp chúng ta thay đổi cái vở kịch này, chúng ta làm cho nó không còn giống như xưa nữa. Dựa vào đâu sư nói cái này? Vì ở trong Ngạ Quỷ Sự có một bà hoàng hậu, sư quên mất tên, sư lấy ví dụ tên của bà hoàng hậu là bà hoàng hậu Hương đi, hoàng hậu Hương Thơm đi, ví dụ như vậy. Nhà vua tên là nhà vua Hùng Dũng, sư ví dụ thôi tại vì sư không nhớ rõ cái tên. Bà hoàng hậu đau buồn khi mà phải thiêu xác của nhà vua, thì Đức Thế Tôn mới hỏi đó, này bà hoàng hậu, bà đang khóc nữa à? Bà hoàng hậu nói ai? Thế Tôn ngài nói ai? Đức Thế Tôn nói á, cái cảnh này nè, cái bà hoàng hậu này cũng nhà vua này, ở cái nơi này cả trăm ngàn kiếp rồi cũng diễn lại cảnh này. Tức là mỗi kiếp đều diễn lại cái cảnh ông vua chết, bà hoàng hậu thì thiêu xác nhà vua và khóc. Chính bởi vì như vậy đó, Đức Thế Tôn mới nói rằng nước mắt mà chúng ta đổ ra đó nhiều hơn nước trong bốn biển, nhưng chúng ta coi thường đó, không gặp giáo pháp đã đành rồi, mà gặp giáo pháp nhiều khi chúng ta không ý thức được cái chuyện là chúng ta tiếp tục diễn những cảnh cũ.
Chính bởi vì như vậy đó, khi sư nói luân hồi là ác, nhiều người họ không tin. Bởi vì họ không biết được bản chất của sự luân hồi là chúng ta tiếp tục diễn những cảnh cũ. Thế cho nên ở đây mới gọi đó là các ác bất thiện. Mà xin thưa, trong dòng sanh tử luân hồi, số kiếp chúng ta đi xuống nhiều hơn số kiếp chúng ta đi lên. Tức là chúng ta cũng diễn lại những cảnh cũ như vậy nè. Nhưng mà cái cảnh á, chúng ta sanh ra làm người, lớn lên chịu sự kỳ vọng của gia đình, chịu sự kỳ vọng của xã hội, rồi lấy dựng vợ gả chồng, sanh con đẻ cái rồi lại chết. Nó hiếm lắm. Mà đa phần là chúng ta diễn lại những cảnh cũ, chúng ta ở dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính bởi vì như vậy, đây mới gọi là các ác bất thiện pháp. Sự luân hồi là ác. Cái chữ pháp ở đây đó, thì sư phải mở ngoặc là ác bất thiện ở đằng trước, để quý vị biết ở đây là nói đến các ác bất thiện pháp. Thì cái ác bất thiện pháp ở đây là những cái tà tư duy còn lại bên cạnh dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Tức là tổng cộng chúng ta có tới 9 cái tà tư duy lận. Nhưng mà thông thường á, chúng ta chỉ nói 3 cái đại diện thôi, là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Còn những cái tà tư duy còn lại đó thì ít khi nhắc tới. Ngày hôm nay quý vị sẽ có cơ hội biết. Quyến thuộc tư duy có nghĩa là gì? Là những suy nghĩ về quyến thuộc của mình. Mẹ, cha thì lo cho con, ông bà thì lo cho cháu, vợ chồng thì lo cho nhau. Những cái suy nghĩ về quyến thuộc như vậy đó, chúng ta gọi là tà tư duy. Tại sao vậy? Nghĩ kỹ lại mà coi, trong số những đối tượng mà chúng ta chịu khổ đó, chúng ta chịu khổ vì người thân của mình là nhiều nhất, khổ vì con là nhiều nhất, khổ vì cháu là nhiều nhất, vợ chồng khổ vì nhau là nhiều nhất. Mà mình có thấy đó là khổ đâu. Tại sao vậy? Vì trong tương ưng, sư nhớ là sư đã nói rồi, ở đây sư đã nói rồi, Đức Phật nói với mẹ của Ngài Sư Ba Lý đó, là Ngài chúng ta thờ ở đằng trước nè, là bà Súp Qua Hoa Sa đó, bà đẻ ra Ngài Sư Ba Lý khó biết là bao nhiêu, mang thai 7 năm 7 tháng. Mà bà chuyển dạ đó, Ngài Sư Ba Lý kẹt ở cửa tử cung hết 7 ngày, đau đớn gần chết. Mà rồi thì sao? Khi Đức Thế Tôn hỏi bà có còn muốn sanh giống như vậy nữa hay không, tức là vẫn phải chịu cơn đau gần chết như vậy nữa hay không, bà nhìn qua Ngài Sư Ba Lý dễ thương quá, bà nói con đẻ 10 đứa nữa cũng được. Ở đây sư tin là có những bà mẹ, cái cơn đau đẻ sư nghĩ là quý vị đã trải qua rồi. Nhưng mà hỏi nhỏ một câu, tại sao đau đẻ nó đau tới như vậy mà vẫn muốn đẻ? Cái vấn đề là nhìn đứa con nó hạnh phúc, nhìn nó bi bô, người mẹ cảm thấy tự hào, hạnh phúc. Nuôi dạy con nhìn thấy hạnh phúc, mà chính cái hạnh phúc đó bà mẹ sẵn sàng chịu đau để đẻ thêm vài đứa nữa. Chính bởi vì như vậy Đức Thế Tôn mới nói đó,
do các cái khổ, các cái ác bất thiện đội một cái lớp vỏ bọc ngọt ngào, cho nên đánh bại những người không có sự tu tập tinh tấn. Chính bởi vì những cái đau khổ ngọt ngào đó cho nên chúng ta mới tiếp tục chịu khổ. Đấy. Chính bởi vì như vậy mẹ vẫn tiếp tục khổ vì con, bà vẫn tiếp tục khổ vì cháu, và vợ chồng vẫn tiếp tục khổ vì nhau. Vậy đó mà bây giờ sư nói cái quyến thuộc tư duy, tức là tư duy suy nghĩ về quyến thuộc, nó là bất thiện phải bỏ đi. Dễ gì chúng ta bỏ, tại vì nó ngọt, mặc dù sau đó nó đắng muốn chết. Rồi cái thứ hai là cái quốc độ tư duy. Quốc độ tư duy ở đây đó là những suy nghĩ về quốc độ của mình. Vì do nó là một cái đề tài khá là nhạy cảm nên sư chỉ nói một cách ngắn gọn. Chúng ta suy nghĩ nhiều lắm, mong muốn nhiều lắm, bất mãn cũng nhiều lắm. Nhưng mà đó, chúng ta không có nghĩ một chuyện là nếu như anh muốn sống ở một đất nước sung sướng, tươi đẹp, thì cái chuyện đầu tiên đó là anh hãy lo tu tập, anh hãy lo giữ giới. Nếu như mọi người đều tu tập, mọi người đều giữ giới, mọi người đều sống với nhau bằng một tâm từ, thì đất nước mình đang sống sẽ không có tội phạm. Bởi vì ai cũng giữ năm giới thì tội phạm đâu ra. Chúng ta sẽ không có những người nghèo, bởi vì ai cũng biết bố thí thì người nghèo đâu ra. Chúng ta sẽ không có những sự khổ, bởi vì ai cũng siêng năng thì đâu có thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng đó là một cái sự lý tưởng chỉ có trong mơ. Còn chúng ta muốn thì cũng hãy nỗ lực tu tập, hãy nỗ lực tạo các công đức, rồi sau này chúng ta sẽ có cơ hội sống trong những quốc độ như vậy. Ngài Ananda đó, một lần Ngài tán thán Đức Thế Tôn, thì một vị thánh A-la-hán đó mới nói rằng Ngài Ananda khen Đức Thế Tôn như vậy đó cũng giống như là khen một cái vị hoàng tử tốt áo thôi, cũng không có cần thiết. Nhưng Đức Thế Tôn nói không nên nói như vậy, bởi vì chỉ một cái suy nghĩ tôn kính Đức Thế Tôn này thôi, mà nếu như Ngài Ananda không viên tịch Niết Bàn thì cái phước đó đủ để làm 100 lần vua trời Đế Thích, cả 1000 lần chuyển luân Thánh Vương, và vô số kiếp làm vua của một nước hùng cường. Nhờ đâu? Nhờ phước của một cái suy nghĩ tôn kính Đức Thế Tôn. Chính bởi vì như vậy đó, nếu như chúng ta có cái suy tư về quốc độ thì lo làm phước giùm đi, lo tu giùm đi, rồi mọi chuyện nó sẽ như ý muốn. Và tiếp nữa đó là cái bất tử tư duy. Bất tử tư duy ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sợ chết, chúng ta ráng suy nghĩ để kéo dài sự sống, chúng ta ráng suy nghĩ để làm sao tránh khỏi cái chết. Tại sao gọi đây đó là tà tư duy? Bởi vì
khi chúng ta có suy nghĩ sợ lo lắng về cái chết, thì một là chúng ta vướng vào thường kiến, hai là chúng ta vướng vào đoạn kiến. Rồi từ đó đó, nó đưa đến cái chuyện là chúng ta vướng vào cái hữu lậu, tức là những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm liên quan đến sự tái sanh. Mà sự bất tử ở đây đó, chủ yếu chúng ta sợ chết là bởi vì chúng ta còn muốn hưởng thụ, muốn tiếp tục tồn tại. Do đó đó, chúng ta gọi đó là tà tư duy. Rồi một cái tà tư duy tiếp theo đó là tư duy liên quan đến sự quan tâm hoặc là ái luyến chúng sanh khác. Thấy lạ không? Thường thì chúng ta nghĩ là cái sự quan tâm á, nó tốt mà. Ngay cả cái chuyện chúng ta có từ tâm thì nó cũng là tốt mà. Thì tại sao ở đây chúng ta lại xếp vào cái tà tư duy? Sư đưa ra một ví dụ như thế này. Các bậc cha mẹ thương con, sư đồng ý là trong cái sự thương con đó, nhiều khi đó nó là tâm từ, do chúng ta không có suy nghĩ về sự hồi báo. Cái chuyện cha mẹ thương con là một cái tình thương vô tư, và đôi khi chúng ta sẵn sàng hy sinh vì con của mình. Và hãy suy nghĩ cho kỹ, trong cái tình thương đó có ái luyến hay là không. Nó phải có ái luyến. Bởi vì nếu như nó không có ái luyến á, chúng ta thương con hàng xóm cũng được, tại sao chúng ta thương con của mình nhiều hơn? Do đặc điểm của từ tâm là thương tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau. Nếu như chúng ta có thể thương con của mình vô tư thì cũng phải thương con người khác vô tư. Nhưng mà hai đứa nhỏ đánh nhau, con mình đánh với đứa khác, nó đánh thắng thì không vấn đề gì, mà nó đánh thua là mình dắt nó lên trường mình mắng vốn. Thì như vậy là cái tình thương của chúng ta nó có ái luyến ở trong đó. Rồi khi chúng ta nuôi thú cưng cũng vậy, nó cũng có ái luyến ở trong đó. Mà ái luyến thì đem lại đau khổ. Ngay cả cái lòng từ á, sư nói không khéo thì chúng ta cũng đau khổ. Tại sao ở đây á, cái sự quan tâm đến chúng sanh khác nó lại đau khổ? Cái sự đau khổ ở đây sư nói rồi, nó không dính dáng, không liên quan đến vấn đề đạo đức hay pháp luật, mà nó liên quan đến việc chúng ta tiếp tục đi đầu thai để chúng ta tiếp tục diễn lại những cảnh cũ. Ngay cả một vị Phạm Thiên có từ vô lượng tâm thì vị Phạm Thiên đó cũng không thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nếu như chỉ bằng từ tâm mà có thể thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thì toàn bộ Phạm Thiên đã thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên bản thân cái lòng từ không thôi đó, nó chưa đủ để chúng ta thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nói một cái này nó hơi nhẹ một tí xíu, hơi chọt nhẹ một tí xíu, một số vị có thể không có vui. Đó là chúng ta cẩn thận là chúng ta hiểu nhầm về cách hiểu của con đường Bồ Tát Đạo. Một cái đứa con của một nhà tỷ phú
ông cha mở ra rất nhiều những cơ quan tổ chức từ thiện ở trên khắp thế giới. Ông cha nói với đứa con hãy đi học, nhất là những cái đại học chuyên về quản lý, để sau khi con tốt nghiệp đó, con kế thừa cha, con tổ chức những cái đơn vị từ thiện để giúp đỡ rất là nhiều người. Những cái đó cần phải có kiến thức. Nhưng mà đứa con nói với cha, thưa cha, làm sao con có thể yên tâm đi học được khi mỗi ngày trên đường con đi, con nhìn thấy những người ăn xin khốn khổ. Chính bởi vì như vậy, người con không đi học đại học. Mỗi ngày dành thời gian để bố thí cúng dường giúp đỡ những người nghèo khổ. Nếu như chúng ta nói cái cậu thanh niên đó là sai đó, thì cũng không hẳn là sai. Chẳng qua là cách thực hành á, chưa được thông minh. Bởi vì cái sức của ảnh á, ảnh giúp thì ảnh giúp được một lượng nhỏ thôi, và giúp cũng không tới nơi tới chốn. Nhưng nếu như ảnh nghe theo lời người cha, lo học đi, sau đó kế thừa tài sản, kế thừa sự nghiệp của người cha, cái số người được lợi đó nó nhiều gấp vô số lần. Tức là đôi khi mình chỉ thấy trước mắt chứ mình không thấy cái xa hơn. Chính bởi vì như vậy, trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn nói đó, bổn phận của người tu là hãy lo tu tập hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Anh có muốn hướng đến thinh văn giác cũng được, hướng đến độc giác cũng được, hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng được. Điều quan trọng là hãy lo tu. Tại sao? Mà ở trong tạng luật ấy, Đức Thế Tôn cấm vị tỳ kheo hành nghề y. Nghe lạ ha? Bởi vì nghề y cứu người mà, tại sao Thế Tôn lại cấm? Bởi vì chúng ta chữa hết bệnh lần này, có đảm bảo họ không bao giờ bị bệnh nữa hay không? Hay là trong đời của họ thì hết bệnh nọ tới bệnh kia? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, giả sử như chúng ta lo cho họ không còn bị bệnh nữa trong cuộc đời này đó, có đảm bảo cho họ sanh thiên hay là không? Có đảm bảo cho họ thoát vòng sanh tử hay là không? Nếu như chúng ta dành thời gian chỉ để chữa bệnh cho họ, trong khi đó cái nhiệm vụ chữa bệnh cho mọi người là của bác sĩ, của hàng tại gia cư sĩ, những người cần công đức. Còn các vị tu sĩ làm việc lớn lao hơn, đó là giúp những người, giúp những chúng sanh có duyên á, thấy được con đường sanh thiên và thấy được con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên chúng ta phải có sự đầu tư thông minh. Có người họ nguyện rất là dễ thương, đó là gì? Nguyện cho đời đời con vẫn tiếp tục luân hồi để con cứu độ chúng sanh. Cẩn thận với lời nguyện này. Thứ nhất, mình tu tới đâu, có chắc, có đảm bảo là mình chết rồi mình sanh thiên hay không, tiếp tục tái sanh vào các cảnh giới an lạc, hay là chúng ta chết rồi tái sanh theo nghiệp? Cái thứ hai là khi chúng ta đi tái sanh, có chắc qua đời sau kiếp khác chúng ta vẫn có được chánh kiến hay không, vẫn biết được bát chánh đạo hay không, vẫn tu theo giáo pháp hay là không? Nhắc cho quý vị nhớ, vào thời Đức Phật quá khứ có 5 vị tỷ kheo leo lên trên núi, chặt đứt cái thang ở trên đó tu. Một là chứng, hai là chết.
lòng tu rất là dữ dội. Năm người bạn đồng tu, một vị chứng A-la-hán, một vị chứng A-na-hàm, ba vị không chứng được gì hết và mệnh chung do đói và khát. Sau khi thân hoại mạng chung, có một vị ở trong đó đó sanh vào thời Đức Phật và lại vướng phải một tà kiến, tưởng mình là A-la-hán. Người ta gọi đó là cái anh Bà-la-môn vỏ cây, bởi vì ổng lấy cái vỏ cây ổng che cơ thể. Người ta tưởng ổng là A-la-hán và ổng cũng nghĩ ổng là A-la-hán. Nhưng mà kiếp trước tu rất là giỏi, dám lên trên núi, một là chứng, hai là chết. Mà qua đời sau kiếp khác, cách qua kiếp khác rồi đó, quên sạch giáo lý, quên sạch tam bảo, thành một người tà kiến. Mà nếu như không có Đức Thế Tôn thì tính sao? Cho nên cẩn thận. Không biết bơi thì đừng có nhảy xuống nước, hoặc làm ra vẻ chuẩn bị nhảy xuống nước để người ta khen. Cái thứ hai là giả sử qua đời sau kiếp khác quý vị vẫn giữ được chánh kiến, vẫn tiếp tục làm phước như là Bồ Tát đi. Nhưng mà nhớ giùm, chúng ta vẫn không thể độ họ được. Chúng ta vẫn phải chờ cho đến khi chúng ta chứng đắc được đạo quả chánh đẳng giác, thì khi đó đó chúng ta mới có thể độ họ giải thoát giác ngộ. Còn trước đó chỉ là vung bồi phước đức mà thôi. Thành ra đó, anh chứng đắc đạo quả giải thoát càng sớm thì anh càng giúp mau được nhiều chúng sanh. Chứ không phải là anh ham luân hồi, anh luân hồi hoài mà anh giúp người ta không có giải thoát thì cũng vậy thôi. Đó là lý do mà cái người tu á phải ráng nỗ lực. Chứ còn mà mình cứ lo nghĩ đến chúng sanh khác nhiều quá thì thân mình còn lo chưa xong. Đừng nghĩ rằng các vị A-la-hán là không có thương chúng sanh. Nhớ giùm nha, cái số lượng chúng sanh á, mà được Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Anuruddha độ á, để chứng đắc đạo quả là nhiều vô số kể. Thành ra là nếu như chúng ta chỉ có suy nghĩ về cái sự quan tâm và ái luyến chúng sanh khác á, gọi là thông tục, thì như mẹ thương con, vợ thương chồng, gia đình thương mến nhau, nó dẫn chúng ta đi đến các cảnh khổ. Mà cao hơn một tí xíu những vị tu mà nếu như chúng ta không cẩn thận là chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử. Khi Đức Thế Tôn Ngài thọ ký là Ngài Di Lặc sẽ là vị Phật kế tiếp, sẽ là Ngài Di Lặc. Và trong cái kiếp đó đó sẽ có một vị chuyển luân thánh vương để hộ trì Đức Thế Tôn Maitreya. Lúc bấy giờ có một vị tỷ kheo đứng lên đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin nguyện rằng vị ấy sẽ trở thành vị chuyển luân thánh vương vào thời Đức Phật Maitreya. Đức Thế Tôn bèn khều một cái mảnh phân bò người ta lót nền ấy. Hồi xưa Ấn Độ người ta lấy phân bò người ta lót nền. Đức Phật Thế Tôn khều một cái mảnh phân bò dính lên đầu ngón tay và hỏi rằng đó, một miếng phân bò dính trên đầu ngón tay có đáng gớm hay không đáng gớm? Chư vị tỷ kheo mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, một miếng phân bò dính trên đầu ngón tay vẫn là đáng nhờm gớm. Đức Thế Tôn mới nói rằng: cũng vậy, sự luân hồi dù chỉ là một chút xíu thì cũng đáng để bỏ đi.
Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng á, chúng ta luân hồi nhiều mà hay. Rồi tiếp theo là khoan, trước khi qua cái khác thì sư nhắc thêm một cái nữa. Nhất là những cái cụ già đó, thường có suy nghĩ như thế này: bây giờ đó tôi không giúp được con cháu thì tôi mong làm sao tới khi tôi chết là tôi giúp được con cháu. Cái suy nghĩ đó cũng là quyến thuộc tư duy, và nó cũng sẽ đưa chúng ta đến cái khổ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta luân hồi sanh tử, có chắc chúng ta sanh thiên không? Muốn giúp được con cháu, chúng ta phải lên, chúng ta phải sanh thiên mới giúp được. Còn chúng ta không có phước, chúng ta đi xuống thì chúng ta giúp con cháu kiểu gì? Chính bởi vì như vậy, ở trong xin nhớ hình như là Trung Bộ. Có một người đó đến hỏi với Đức Thế Tôn làm sao để hộ độ một cái người sắp chết. Thì được dạy rằng về đó hỏi lại, mà bây giờ sư chỉnh lại một tí xíu để nó phù hợp với cách nói của mình bây giờ. Ví dụ như chúng ta gặp một bà cụ như là mẹ của mình, già rồi chuẩn bị chết. Chúng ta nói với mẹ đó: mẹ à, bây giờ đó mẹ có thương con cháu thì cũng phải chết, mà mẹ không thương con cháu thì cũng phải chết. Cái chết là không tránh khỏi, nhưng mà nếu như mẹ không có buông được con cháu thì mẹ không có đi lên được. Cảnh giới chư thiên là đáng để hướng tới, mà muốn hướng đến cảnh giới chư thiên thì mẹ hãy bỏ đi. Bây giờ thương con cháu cũng vậy mà thôi, đừng nghĩ đến con cháu nữa. Toàn bộ những tài sản đã được sắp xếp rồi, có tiếc nuối thì cũng phải chết, mà có buông bỏ thì cũng phải chết. Nhưng mà để tái sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn thì hãy buông bỏ đi. Rồi đó, cái cảnh giới của cõi trời đó là đáng để hướng tới, bởi vì ở cõi trời không có những đau khổ, không có những đấu tranh, không có những máu lệ. Hãy hướng đến cõi trời mẹ à. Nó còn dài lắm, nhưng mà sư chỉ tóm tắt một đoạn nhỏ để quý vị thấy đó, là muốn giúp được con cháu thì phải buông. Còn tới cái giờ chết rồi mà còn ôm con ôm cháu là mình đi xuống, mà đi xuống thì không giúp được ai cả. Đó là một nghịch lý mà chúng ta phải tập. Rồi tiếp theo đó là tư duy liên quan đến lợi lộc, cung kính và danh tiếng. Rất nhiều người họ mong làm sao để cho mình có nhiều tiền, để cho mình có nhiều lợi lộc, mình được nổi tiếng. Mà chính bởi vì những cái đó họ làm đủ thứ chuyện thiện ác, và do những cái này đó, nó dẫn chúng ta đi đầu thai, cho nên chúng ta gọi đó là tà tư duy. Trong Kinh Thánh Cầu, Đức Thế Tôn dạy các vị tỷ kheo: nếu như một vị tỷ kheo mà mong muốn được nhiều lợi lộc phát sanh,
thì vị tỷ kheo hãy giữ giới. Nếu một vị tỷ kheo muốn được nhiều bạn đồng tu tôn kính thì hãy giữ giới. Nếu một vị tỷ kheo muốn được nhiều người cư sĩ tại gia thương mến thì hãy giữ giới. Nếu như một vị tỷ kheo muốn tu tập chứng đắc đạo quả thì hãy giữ giới. Sư diễn dịch theo cách của cư sĩ quý vị, đó là muốn được giàu sang, muốn được danh tiếng, muốn được người ta cung kính trọng vọng thì hãy giữ giới. Rồi khi chúng ta giữ giới đó, những cái đó tự nhiên sẽ có. Còn nếu như chúng ta không chịu tu, phước không chịu làm, giới không chịu giữ, mà chúng ta muốn được nhiều tài sản, muốn được nhiều sự nổi tiếng, muốn được nhiều sự trọng vọng của xã hội, thì chúng ta chỉ chuốc đến khổ đau mà thôi. Nhưng mà bản thân cái chuyện suy tư về làm sao để tôi được những thứ đó, nó cũng chính là tà tư duy. Chính bởi vì như vậy đó, người tu không cần những cái này. Có bao giờ quý vị thấy Đức Thế Tôn đi chỗ này chỗ kia, làm việc này việc nọ để được cúng dường hay không? Không bao giờ. Nhưng chính bởi vì Đức Thế Tôn không cần, chính bởi vì các vị thánh tăng không cần, cho nên người ta không tiếc mà cúng dường đến Đức Thế Tôn. Người ta sẵn sàng bỏ bạc triệu đồng tiền vàng để cúng dường Đức Thế Tôn, bởi vì Ngài không cần. Rồi Đức Thế Tôn được người ta kính trọng bởi vì Ngài không cần cái đó. Mà chính bởi vì Ngài không cần người ta kính trọng, cho nên chúng sanh mới quỳ lạy và lễ bái Ngài. Ngài cũng đâu cần nổi tiếng. Nhưng chính vì giáo lý mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta có tác dụng đưa đến sự thoát khổ, thành ra tự nhiên là Ngài nổi tiếng, trong khi đó Ngài không cần tất cả những chuyện đó. Chính bởi vì như vậy đó, điều cần nói ở đây là đừng mong những thứ này, hãy lo tu, hãy lo giữ giới, hãy lo bố thí, hãy lo làm tất cả các thiện pháp, hãy lo phát triển tâm của mình. Thì tự nhiên chúng ta sẽ có những thứ đó, bao gồm tài sản, danh vọng lẫn sự cung kính. Còn nếu như chúng ta một mực chạy theo tài sản, một mực chạy theo danh vọng, một mực chạy theo sự cung kính, thì chúng ta sẽ không có được những thứ đó. Khi chúng ta suy tư về những cái này, chúng ta mới gọi đó là tà tư duy. Bởi vì không cần thiết mà chúng ta suy nghĩ, nó chỉ đưa đến đau khổ mà thôi. Và cái tư duy cuối cùng á, là tư duy liên quan đến sự không bị khinh miệt. Nó như thế này. Ở trong Nít Đề Xá đó, Maha Nít Đề Xá 207 thì ghi là do cái sự suy tư, tưởng tượng, mong muốn rằng đó, ta sẽ làm như thế này, ta sẽ làm theo quan điểm như thế này, như vậy đó ta sẽ không bị kẻ khác xem thường, hoặc là làm sao để những người tại gia hoặc xuất gia không xem thường ta. Tức là chúng ta suy tư làm sao để chúng ta không bị người khác coi thường. Chúng ta hay là mình hãy làm như thế này đi, hãy theo một cái quan điểm như thế này đi. Đó, khi mà mình thuận theo quan điểm của người khác thì họ sẽ không coi thường mình. Hoặc nếu như mình vẫn giữ cái quan điểm này thì họ sẽ không coi thường mình. Có biết bao nhiêu người nổi tiếng họ khổ bởi vì họ phải sống
nghịch với cái bản chất của họ, chỉ bởi vì họ không muốn người khác coi thường. Còn cái vị xuất gia thì vị đó có thể suy nghĩ là mình hãy đi như thế này, hãy đứng như thế này, hãy nói như thế này, hãy suy tư như thế này. Nhờ cái kiểu nói năng đi đứng hành động này mà hàng tại gia và xuất gia sẽ không coi thường ta. Thì cái suy nghĩ đó đó là tà tư duy. Tại sao? Vì cũng giống như ở trên, khi chúng ta suy nghĩ như vậy đó, nó chỉ đem đến đau khổ mà thôi. Cách tốt nhất để có được những thứ đó là hãy dẹp nó qua một bên, cứ lo tu thì tự nhiên mình sẽ có những thứ đó. Khi đó đó, người ta sẽ tôn kính mình, trân trọng mình vì chính bản thân mình, chứ không phải vì cái mà mình cố diễn cho họ xem. Cái chuyện mình diễn cho người khác xem á, nó mệt mỏi lắm. Cho nên nó chỉ dẫn đến đau khổ. Mà muốn không phải diễn mà vẫn được người khác tôn kính, vẫn không bị người khác coi thường, thì phải tu. Mà nếu như anh không có tu, anh cứ mãi suy nghĩ những cái đó, nó đem lại đau khổ. Chính bởi vì như vậy, chúng ta gọi đó là tà tư duy. Từ nãy tới giờ á, là sư nêu ra vấn đề. Và bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta giải quyết cái vấn đề này bây giờ? Cho nên tiếp theo nó mới có câu là có sự, trong chánh kinh á, là có sự quán chiếu đúng, không cho phép dục tư duy đã sanh. Thì ở đây đó là chúng ta phải thực hành tâm quán niệm xứ. Bởi vì những cái tà tư duy này nè, là nó nằm ở trong cái suy nghĩ của mình. Mà muốn diệt trừ nó đó, là phải thực hành tâm quán niệm xứ trong tứ niệm xứ. Bình tâm lại, suy tư. Những suy nghĩ này từ đâu mà có? Có phải là do chúng ta suy nghĩ về những đối tượng làm sanh khởi phiền não thì nó mới có hay là không? Bây giờ sư nói về cái dục tư duy trước đi. Có phải là do chúng ta suy nghĩ về con cái? Chính bởi vì chúng ta nghĩ về con cái là đối tượng trong tâm của ta. Chính bởi vì như vậy, ta mới đang đau khổ. Chính bởi vì hình ảnh của con cái nằm ở trong tâm trí của ta, cho nên ta mới mất ngủ. Chính bởi vì ta đang suy tư về người ta yêu, về người ta thương, cho nên ta mới đau khổ. Cho nên ta mới bị nung nấu bởi dục vọng. Toàn bộ những thứ đó là bởi những hình ảnh, những đối tượng có liên quan đến dục đang ngự trị trong tâm trí của ta. Cái sư đang nói cái này là đang đi vào trong pháp hành. Cho nên sư hy vọng và sư rất mong là quý vị hãy trải nghiệm, nhắm mắt lại suy tư. Có phải là sở dĩ chúng ta khổ, chúng ta có những cái dục tư duy là bởi vì những đối tượng đó đang ngự trị trong tâm trí của ta hay không? Chính bởi vì như vậy, trong Kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn có nói đó, ái dục sanh lo âu, ái dục sanh sầu muộn,
ai không còn ái dục, không lo âu sầu muộn. Nhưng mà làm sao để chúng ta không có còn những cái ái luyến đó nữa, đó mới là quan trọng. Thì hãy suy nghĩ tiếp như thế này. Hãy nhìn thẳng vào cái dục tư duy của mình ấy. Hãy nhìn thẳng vào nó, suy tư. Đây là những suy nghĩ bất thiện. Bởi vì nó sẽ dẫn, đầu tiên nó làm cho chúng ta đau khổ ngay thời điểm này. Và nó tiếp tục đưa mình đi luân hồi để đời sau kiếp khác tiếp tục chịu những cái khổ hơn như thế này. Hãy nhìn thấy sự nguy hại của nó. Hãy nhận ra rằng đó, suy nghĩ này là đáng bị chê trách. Và đặc biệt là những người trí, họ sẽ chê trách mình. Và chính những suy nghĩ như thế này đem lại đau khổ cho chính mình. Hãy nhìn vào nó. Nhìn vào nó. Nhìn thẳng vào bản chất của nó. Nó như thế nào thì thấy đúng như vậy. Hãy lột bỏ lớp bọc, lớp kẹo bọc đường ngọt ngào ra đi. Hãy bỏ cái lớp áo khoác xinh đẹp của nó ra đi. Nhìn thẳng vào bản chất của nó. Nó là thứ gây đau khổ. Nó là thứ bất thiện. Nó là cái đáng bị chê trách. Và khi chúng ta thấy rõ được bản chất của nó như vậy đó, chúng ta đi đến quyết định không cho nó tiếp tục sanh khởi. Sư biết là trong đời sống của quý vị rất khó để làm được chuyện này. Chính bởi vì như vậy đó, sư có một vài lời đề nghị thôi. Khi nào quý vị đến chùa, thì khi bước vào cổng chùa, chúng ta không còn là những người mẹ, những người vợ, những người công ăn lương, những người đi làm, là những người bà, những người ông, không còn nữa. Hãy đặt toàn bộ gánh nặng của quý vị ở bên ngoài cổng chùa. Khi chúng ta bước vào cổng chùa, chúng ta bước với tư thế của một người buông gánh nặng xuống. Sư không yêu cầu quý vị phải là một người sống vô trách nhiệm. Sư không yêu cầu quý vị hãy quên con của quý vị đi, hãy quên vợ, quên chồng quý vị đi. Nhưng khi quý vị bước chân vào cổng chùa, có phải rằng mình đi vào chùa, mình lo cho con hay mình không lo cho con, nó cũng như vậy thôi, không thay đổi được vấn đề. Mình có lo cho vợ, cho chồng, có yêu, có thương hay là không yêu, không thương, nó cũng như vậy thôi, không phải là vấn đề. Cái thời gian chúng ta sống ở chùa, chúng ta đang ở trong chùa, ở ngoài họ chưa có chết hết đâu. Mọi người vẫn cứ sinh hoạt như bình thường. Thì cái thời gian chúng ta bước vào cổng chùa là thời gian chúng ta sống cho chính mình. Hãy để toàn bộ những gánh nặng bên ngoài cổng chùa. Để bằng cách nào? Ngồi xuống, nhìn vào trong tâm của mình, xem mình đang lo lắng chuyện gì, đang suy tư chuyện gì. Mà sư tin là nếu như quý vị sung sướng, quý vị không đến chùa đâu. Chúng ta phải có phiền não chúng ta mới tới chùa. Hãy ngồi lại nhìn vào phiền não của chúng ta.
đang phiền não cái gì? Phiền não về tình yêu đôi lứa, phiền não vì cha mẹ, phiền não vì con cái, phiền não vì công ăn việc làm. Tác dụng của chuyện chúng ta ở chùa là gì? Hãy nhìn thẳng vào nó, thấy rằng bản thân nó đem lại đau khổ. Cái suy nghĩ này nè, đem lại đau khổ. Cái suy nghĩ này đáng bị chê trách. Suy nghĩ này là bất thiện, và nó sẽ dẫn chúng ta tiếp tục đi luân hồi sanh tử, để đời sau kiếp khác tiếp tục diễn tiếp những cảnh làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái, để tiếp tục chịu những cái khổ như thế này. Nhưng mà đa phần là mình sẽ phải đi địa ngục. Hãy nhìn thẳng vào nó, từ đó hãy loại bỏ nó ra khỏi tâm của mình. Từ giờ trở đi, khi ta còn đang trong chùa, ta sẽ không cho nó sanh khởi. Hãy diệt trừ nó, ít nhất trong thời gian quý vị ở chùa. Thì như vậy đó, quý vị sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như chúng ta không chịu làm như vậy, chúng ta sẽ bị những cái suy tư, những cái tà tư duy đó, nó càng ngày càng gom góp, càng ngày càng đè nặng, càng ngày càng bóp nghẹt chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành những con người có vấn đề về tinh thần. Nhẹ thì trầm cảm, nặng thì ảo tưởng, thậm chí là bị điên. Muốn được như vậy, hãy tự chữa lành cho mình bằng cách khi vào chùa hãy thực hành điều mà sư vừa nói. Hãy vứt chúng đi. Hãy suy tư đó, những cái này nè, nó là rác rưởi, nó giống như là rác vậy đó, cần phải bỏ vào sọt rác, vứt nó đi. Thì chúng ta quét dọn cái dục tư duy ra khỏi tâm của mình cũng bằng cách y như thế. Đấy. Hoặc á, nó như là một con bò cứng đầu cứng cổ, hãy lấy cây đó đuổi nó đi. Cũng vậy đó, chúng ta xua đuổi dục tư duy ra khỏi tâm trí của ta, không cho nó tiếp tục ngự trị, nó lầm lì ở trong đó nữa. Thì nhờ như vậy đó, chúng ta có thể hủy diệt tận gốc, không cho nó sanh khởi, bằng cách là chúng ta loại bỏ và ngăn chặn, không cho nó tiếp tục gần gũi mình nữa. Thì như vậy đó, chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi nó. Và cách chúng ta đối xử với dục tư duy như thế nào thì đối xử với các tà tư duy cũng y như thế đó. Và sư hy vọng là quý vị chịu khó ngồi lại, nhìn thẳng vào trong tâm của mình, coi coi cái gì nó đang làm mình phiền não. Hãy nhìn đúng bản chất của nó, và hãy gom nó lại, quét nó vào trong sọt rác và vứt nó đi. Nhờ như vậy đó, chúng ta mới gọi là những phiền não được đoạn trừ. Nhờ vào sự trừ diệt. Hôm nay học tới đây thôi. Và như sư nói, muốn có được hiệu quả khi quý vị học Trung Bộ Kinh thì quý vị phải thực hành. Còn không thực hành á, là uổng lắm nha. Đây là cái lớp về sự thực hành pháp. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, và nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, đặc biệt là chư thiên ngự xung quanh nơi đây. Cầu mong cho tất cả quý vị hằng được sự an vui, đặc biệt là tất cả phước báo mà chúng ta đã làm, hãy là duyên đi đến sự giác ngộ,
đi đến cõi người, cõi trời và cảnh giới Niết Bàn trong ngày vị lai. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.